Chào tất cả các cô, chú, anh chị cùng các bạn. Chúng ta lại quay lại phần học hát với một bài hát thuộc điệu Bolero, bài Đoạn Tuyệt của nhạc sĩ Thái Thịnh. So với dòng nhạc Bolero thì đây là một bài khó hơn vì sử dụng nhiều những nốt treo cao liên tục ở phần điệp khúc, sử dụng nhiều những nốt luyến láy. Vì vậy trong quá trình tập các bạn phải chuẩn bị một cơ chế hơi thật chắc chắn ổn định bằng việc nhấn siết cơ bụng dưới, đồng thời buông lỏng vai cổ. Mình muốn giải thích một chút xíu về cơ chế nhấn siết cơ bụng. Nhấn là chúng ta nhấn bụng xuống, rặn bụng xuống, sao cho cảm giác như bụng nặng xuống. Còn siết là chúng ta bóp lại, chặt lại. Nhiều bạn không hiểu lại phình bụng ra. Đấy, phình bụng ra chúng ta vẫn hát được, nhưng nó chỉ đáp ứng được âm thấp thôi. Còn khi hát những cái nốt treo cao liên tục thì siết lại, chặt bụng lại mới có đủ lực để chúng ta xử lý những cái nốt cao một cách chắc chắn, mềm mại, không phình bụng ra mà chúng ta hơi thắt bụng lại. Khi hát những cái nốt càng cao chúng ta càng thắt bụng lại, hay là siết, hay là thót bụng vào trong nhiều hơn. Trong một câu hát, từ nào cao nhất thì chúng ta dành cái lực nhấn siết vào từ đó nhiều hơn, để cho từ đó mềm mại hơn. Không tống mạnh lực nhấn siết vào ngay từ đầu tiên, mà cứ từ nào cao. Khi hát nhiều rồi các bạn sẽ biết từ nào cao, để chúng ta tập trung nhấn siết vào từ đó nhiều hơn. Và một lưu ý nữa đó là trong một câu hát, nhất là khi hát dòng nhạc bolero trữ tình như thế này, thì những từ cuối thường thường các bạn hết hơi, kiệt hơi. Thông thường khi kiệt hơi rồi các bạn hay đẩy lực cứng vai cổ, hoặc là chúng ta xả bụng lỏng ra. Và thường những nốt cuối các bạn hát bị đuối, hát bị xỉn hoặc bị mờ âm thanh. Chúng ta hãy tập cơ chế đó là khi chúng ta cảm giác kiệt hơi rồi, gần hết hơi rồi, chúng ta thót chặt bụng hơn. Để làm gì? Để bụng chúng ta nó chặt lại thì cái âm thanh chúng ta mới tì vào đó hát cho nó đầy được. Hay chúng ta mới hiểu nôm na đó là khi chặt bụng lại thì hơi chúng ta được bóp chắc chắc nuôi những cái từ còn lại, mà những từ mà chúng ta đang đuối đấy. Đấy, mình nhắc lại, khi hát những cái nốt cao thì chúng ta nhấn siết nhiều hơn, còn khi hát những cái từ nào mà đuối trong một câu mà gần hết hơi rồi chúng ta cũng nhấn siết chặt hơn. Còn bây giờ thì không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ bước vào phần học hát ngay với từng khổ và từng câu một nhé. Chúng ta cùng nhau học khổ đầu tiên của bài hát. Một số ký hiệu giống như các bài mình đã hướng dẫn từ trước. Vòng cung mình viết bên dưới, những cái từ này có nghĩa là chúng ta phải luyến từ dưới lên. Còn vòng cung bên trên là luyến từ trên xuống. Dấu tích hình chữ V là chỗ chúng ta cần phải lấy hơi. Bây giờ mình sẽ làm mẫu đàn và mẫu hát mẫu, các bạn luyện tập theo từng câu một. Thầm chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Thầm chào nhau thôi. Từ thôi có nguyên âm y ngắn. Tất cả từ gì nó có nguyên âm y ngắn cuối cùng, y ngắn y dài cũng vậy, có nguyên âm y cuối cùng thì chúng ta phải hát thẳng vào từ đó. Sau đó chúng ta ngân y. Thôi. Thầm chào nhau thôi. Thầm chúng ta nhấn nhẹ này. Thầm chào nhau thôi. Thầm chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Rồi vĩnh biệt người ơi. Rồi vĩnh vĩnh. Từ nờ nhờ là chúng ta phải đóng ngân. Rồi vĩnh biệt người ơi. Thầm chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Nhấn được từ thôi, siết cơ bụng từ thôi rất là nhẹ, rất là mềm. Từ ơi cũng vậy. Chúng ta nhiều khi không tiết chế được hơi thở thì cái từ khi chúng ta hát ra nó bị thô mộc, nó bị cứng, nó bị thả ra. Muốn khi hát muốn mềm mại, mượt mà là chúng ta phải khiển cái hơi đó bằng việc nhấn siết cơ bụng thì âm thanh mới được theo ý chúng ta. Còn nếu chúng ta buông hơi ra thì từ chúng ta nó bị thô, bị cứng. Bây giờ chúng ta sang câu thứ hai. Ngày buồn đã tới,
đã tới các bạn nghe rất là cao đúng không? Thì các bạn phải nhấn siết chặt cơ bụng lại để từ đã tới nó không lấy hết hơi của những từ còn lại. Nếu không nhấn siết, từ sau nó sẽ không còn hơi nữa. Ngày buồn đã tới, nay giây phút tôi xa người. Đây cũng có từ y. Người, nay giây phút tôi xa người. Từ phút chúng ta hát hơi cao một chút, luyến nhanh. Nay giây phút tôi xa người. Phút, phút, nay giây phút tôi xa người. Ngày buồn đã tới, nay giây phút tôi xa người. Ngày buồn đã tới, nay giây phút tôi xa người. Rồi chúng ta sang câu tiếp theo. Tình chúng ta nhấn nhẹ. Tình đã ua nhau, ngân sau từ nhau nhé. Tình đã ua nhau, tình đã ua nhau, mình đã thôi nhau, mình đã thôi nhau, mình đã thôi nhau. Tình đã ua nhau, mình đã thôi nhau. Tình đã ua nhau, mình đã thôi nhau. Câu tiếp theo. Từ đây biết rồi, từ đây biết rồi, từ đây biết rồi, đời tôi sẽ đi về đâu? Đời tôi sẽ đi về đâu? Đời tôi sẽ đi về đâu? Từ đây biết rồi, đời tôi sẽ đi về đâu? Từ đây biết rồi, đời tôi sẽ đi về đâu? Bây giờ chúng ta hát cả khổ nhé. Chúng ta nhất siết từ sông, từ thầm luôn này. Thầm trao nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Ngày buồn đã tới, nay giây phút tôi xa người. Tình đã ua nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi, đời tôi sẽ đi về đâu? À, sẽ tiếp tục sang khổ tiếp theo của bài hát nào. Khổ thứ hai giống như nhạc của khổ thứ nhất, khác mỗi câu kết thôi. Câu kết của khổ thứ nhất thì chúng ta thấy là thấp hơn, còn câu này là cao hơn. Tí nữa thì mình sẽ, lát nữa thì mình hát trong câu này thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể để cho các bạn hiểu được sự khác nhau như thế nào. Bây giờ chúng ta lại hát giống nhạc của phần trước, nên vì vậy mà chúng ta sẽ tập lướt nhanh thôi, mình không đi cụ thể như khổ trước. Nẻo đường năm xưa, nẻo đường năm xưa, nẻo đường năm xưa, giờ vắng lạnh chiều mưa, giờ vắng lạnh chiều mưa, giờ vắng lạnh chiều mưa. Nẻo đường năm xưa, giờ vắng lạnh chiều mưa. Từ xưa và từ mưa chúng ta vẫn nhấn siết nhiều hơn tất cả các từ khác. Nẻo đường năm xưa, giờ vắng lạnh chiều mưa. Rồi bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo. Lời nào đã hứa
thừa. Đã hứa chúng ta cố gắng siết chặt bụng nhá, nhấn siết. Lời nào đã còn lưu giữ chi thêm thừa. Người thương ai rồi, ngân nga. Người thương ai rồi, người hết thương tôi, người hết thương tôi, người thương ai rồi, ngân dùng chỗ này nhé. Người thương ai rồi, người hết thương tôi. Người đâu biết rằng, người đâu biết rằng lòng này tan nát thời bời. Câu của khổ cuối cùng của khổ trước là từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Thì sẽ đi về đâu đó là cái từ thấp, nhưng cái câu cuối này chúng ta phải đẩy cao lên. Người đâu biết rằng, người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi bời, lòng này tan nát tơi bời. Người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi bời. Rồi bây giờ chúng ta hát lại ca khổ nhé. Nẻo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa, lời nào đã hứa còn lưu giữ chi thêm thừa. Người thương ai rồi, người hết thương tôi, người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi bời. Rồi chúng ta kết thúc khổ thứ hai. Bây giờ tiếp tục sang khổ điệp khúc, phần điệp khúc của bài, phần cao nhất. Phần cao nhất thì chúng ta phải chuẩn bị hơi kỹ hơn, đó là chuẩn bị về hít hơi sâu hơn và nhấn siết cơ bụng chặt hơn. Rồi chúng ta hít thật sâu để hát từ yêu thương cho nhau. Hít sâu này, nhấn từ yêu này. Yêu thương cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu. Sau từ đầu chúng ta mới lấy hơi. Yêu chúng ta luyến này. Yêu thương cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu. Cơ bụng siết chặt liên tục nhá. Bắt đầu từ khởi từ yêu cho đến hết từ đầu chúng ta vẫn nhấn siết. Không được, cái từ kết là cái từ mà chúng ta xả hơi ra. Xả hơi ra thì cái từ kết này chúng ta sẽ bị vỡ, bị xấu ngay. Các bạn cố gắng tắt cái từ đầu này, chúng ta mới buông cơ thể. Tất cả như thế, cứ khởi một câu, hát xong cái câu đó chúng ta mới buông hơi, buông cơ thể ra để lấy cái cơ chế hơi tiếp theo. Yêu thương cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu. Chúng ta tiếp theo này. Tưởng là bên lâu, tưởng là bên lâu, tưởng là bên lâu, ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau. Từ cuối là từ cao nhưng chúng ta hát lướt nhanh thôi, không nhấn nhá vào từ cuối nhiều nhé. Cuối à, đuôi có thể bút xuống giả thanh như vậy. Tưởng là bên lâu, ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau. Tưởng là bên lâu, tưởng là bên lâu, ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau. Ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau, cuối thương đau. Chúng ta tiếp tục.
từ ngày cao hơn từ này các bạn nhớ nhé. Đẩy cái từ ngày cao lên này. Qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này. Các bạn cũng có thể lấy hơi ở sau từ ngày nhé, có thể nếu như hết hơi, còn không thì chúng ta chỉ lấy hơi ở sau khi hát từ này thôi. Qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này. Anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Anh vui với ai rồi, anh vui với ai rồi, anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay, mà tôi đâu có hay, mà tôi đâu có hay. Anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay, có hay. Bây giờ chúng ta sẽ hát lại cả khổ nhé. Hít sâu để chúng ta nhấn và luyến từ yêu. Yêu thương cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu. Tưởng là bên lâu, ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau. Qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này. Anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Bây giờ chúng ta tiếp tục cũng sang một khổ điệp khúc giống như khổ này, nhưng phần lời khác thôi, nhạc giống y như. Vì giống nên là mình sẽ lướt rất nhanh trong quá trình mà mình hướng dẫn các bạn. Quan chúng ta hít thật sâu và chúng ta nhấn siết lại. Hoan khiến cho tôi, hoan khiến cho tôi, hoan khiến cho tôi là khi đã trao anh rồi, là khi đã trao anh rồi. Là khi đã trao anh rồi. Hoan khiến cho tôi là khi đã trao anh rồi. Chúng ta tiếp tục câu thứ hai. Cả cuộc đời tôi, cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đàn coi, bây giờ đây đổi lấy đàn coi. Tiếp. Thôi anh hãy cười, thôi anh hãy cười, hiền vui với người. Từ cười cao từ người. Thôi anh hãy cười, hiền vui với người. Chúng ta có thể lấy hơi ở chỗ này nhé, hoặc là không thì chúng ta hát hết một câu như thế này, chúng ta lấy hơi. Thôi anh hãy cười, yên vui với người. Riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời. Riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời. Cõi chúng ta muốn ngân thì chúng ta phải siết chặt. Từ nào chúng ta muốn ngân thì chúng ta phải siết chặt từ đó để nó chắc rồi chúng ta mới ngân được. Riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời. Rồi bây giờ chúng ta hát cả khổ lại nhé. Hoan khiến cho tôi là khi đã trao anh rồi. Cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đàn coi. Thôi anh hãy cười, yên vui với người. Riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi
đời. Bây giờ chúng ta sẽ sang khổ tiếp theo. Khổ tiếp theo cũng giống như là khổ đầu tiên của bài hát. Phần nhạc chúng ta lại hạ xuống, không cao, treo như phần điệp khúc nữa. Phần này chúng ta đã học qua phần nhạc rồi, nên khi mà mình hướng dẫn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn rất là nhanh. Kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu, kỳ vọng bao nhiêu, kỳ vọng bao nhiêu, nào có được gì đâu, kỳ vọng bao nhiêu, nào có được gì đâu. Tiếp. Người càng níu kéo, níu kéo chúng ta siết chặt nhé. Người càng níu kéo càng xuôi khiến thêm mù sầu. Sau từ sầu chúng ta lấy hơi này. Sau từ đâu là chúng ta lấy hơi này. Sau từ tôi chúng ta lấy hơi. Kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu. Người càng níu kéo càng xuôi khiến thêm mù sầu. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi. Thì thôi tôi đành. Đành chúng ta ngân nga. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi. Giải thoát cho tôi. Để tôi khóc cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Để tôi khóc cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Để tôi khóc cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Bây giờ chúng ta sang khổ cuối cùng. Khổ cuối cùng này cũng giống như là khổ thứ hai. Đó, giống như khổ vừa rồi ạ, cũng giống như cái khổ vừa rồi chúng ta học ấy. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly. Chẳng hề nghĩa lý. Nghĩa lý siết chặt nhé. Chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Vì đâu có biến nhanh từ có. Vì đâu có yêu thương gì. Chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đi qua rồi, người đã quên tôi. Người đã quên tôi. Người đã quên tôi. Sau từ tôi chúng ta lấy hơi nhé. Đấy. Sau từ gì chúng ta có lấy hơi. Người đi qua rồi, người đã quên tôi. Bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Thứ hướng là chúng ta phải đóng vì có chữ nờ nhờ, trong cũng đóng nhé. Phương cũng vậy. Bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Phương hướng trong đời. Thứ hướng siết chặt vì nó cao hơn tất cả các từ khác. Phương hướng
trong đời. Bỏ tôi đứng lại lầm lạc vương ngưỡng trong đời. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hết nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc vương ngưỡng trong đời. Chúng ta vừa học xong bài hát Đoạn Tuyệt của nhạc sĩ Thái Thịnh. Bài hát này có phần điệp khúc tương đối cao. Nếu như các bạn không luyện được cột hơi chắc khỏe thì khi hát chúng ta sẽ gặp khó khăn hoặc là âm thanh không đạt được. Các bạn cố gắng luyện tập từng câu theo mình hướng dẫn nhé. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video này ở đây. Xin chào, tạm biệt các bạn trong những video tiếp theo.